Chào các bạn, mình hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm vô lăng mới của dòng M5F90 mà có thể độ được cho dòng F. Đấy, những anh em mà chơi beam thì rất thích trải nghiệm cảm giác lái, và đôi khi mình lái nhiều quá thì mình muốn thay đổi cái vô lăng một chút để cho mình yêu cái xe của mình hơn, thì sản phẩm này vừa mới ra xong. Đó là cái dòng vô lăng M của thế hệ G mới ra, thì nó có hai cái điểm nhấn là thứ nhất là cái da rất là mới, hai đây là có hai cái nút M1 M2 ở đây. Mặc dù là cái nút này dùng trên F thì không dùng được, thì trang trí thôi, nhưng mà cũng rất là bắt mắt, tăng thêm mã lực tinh thần cho anh em. Về cái đặc điểm đặc biệt của cái vô lăng này là nó có sự khác biệt, thể hiện sự cá tính đó, và nó khác với cả dòng xe của dòng vô lăng của G30 là nó có rãnh, lỗ rãnh ở đây này. Đó, nhìn nó khỏe khoắn hơn, thể thao hơn, và có thêm hai nút này. Đấy. Về phần trục này thì vẫn nguyên di luôn, bởi vì dòng F30 và dòng X3, X4 với dòng G là cái lỗ trục này nó vẫn chung một cái lỗ trục, nên là không có gì thay đổi cả. Toàn bộ đây là phần này là zin, phần da vẫn là phần da lapa, nhưng nó bọc dày hơn, êm hơn. Đấy, cái phần cấu trúc của cái phần nút bấm này thì nó sẽ thiết kế to hơn một chút. Đấy, nhìn có cảm giác to hơn, nhưng về đường kính thì nó hoàn toàn giống nhau. Còn về phần mạch điều khiển, nút bấm điều khiển thì của trên dòng G thì vì sử dụng hệ thống điện khác cho nên là cái mạch điều khiển nó cũng thiết kế rất là khác. Nhưng mà để mà độ được cho dòng F thì mình đã customer lại thay đổi một số cái phần chi tiết để cho các cái nút phím bấm chức năng để hoạt động bình thường. Thì khi mà ưu điểm khi mà mình lên cái vô lăng của dòng F lên dòng G này thì sẽ có một số ưu điểm là mình có thể sử dụng được cái tính năng cruise control. Cruise control là tính năng ga tự động. Đó. Thì mình đi được trên cao tốc rất là nhàn, mình giữ nguyên một cái tốc độ thôi. Và mình có thể sử dụng cái phím tăng giảm này, mỗi lần tăng giảm 5 km. Và khi mình đạp phanh thì mình sẽ tự hủy cái chức năng cruise control, mà mình sẽ ấn cái nút red này để mình gọi lại cái tốc độ mà mình đã đi trước đây. Còn cái phần lẫy số này thì mình sẽ phải đi thêm một cái dây cấp nguồn cho nó và sử dụng bình thường. Cái này cực kỳ tiện khi mà anh em nào muốn vượt trên cao tốc nhé, đi đường trường vượt đó. Thì đấy là một số tính năng cơ bản về cái vô lăng G30, đặc biệt là nó rất là mới, rất là độc, thể hiện cá tính của beamer. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.